Với việc lựa chọn cho mình một sản phẩm tiện dụng và cao cấp để chế biến các món ăn Á thì hiện đang là nhu cầu của rất nhiều nhà hàng và hàng quán. Vậy tại sao các bạn lại không đến với thương hiệu Inox Việt Nam nào? Xin chào tất cả các bạn đã đến với thương hiệu Inox Việt Nam của chúng tôi. Với nhu cầu chế biến các món ăn châu Á ngon và đạt kết quả cao và chất lượng thì tất nhiên dụng cụ và nguyên liệu của chúng ta phải đạt chất lượng rất cao, đúng không ạ? Bạn đang phân vân vì nó quá rẻ, dụng cụ kém chất lượng, và hôm nay chúng tôi sẽ xin giới thiệu đến các bạn về dòng sản phẩm bếp Á công nghiệp và chuyên dùng nấu các món ăn châu Á tuyệt vời và thơm ngon bổ dưỡng. Vậy không cần chần chừ gì nữa, bây giờ chúng ta sẽ cùng đi đến phần chi tiết cũng như thiết kế của sản phẩm. Đầu tiên chúng ta hãy nói đến phần thân bếp với nhiều điểm nổi bật như được thiết kế với kiểu dáng sang trọng, hoàn toàn được làm bằng inox 304 là loại inox tốt nhất hiện nay và không bị gỉ. Chính vì thế, độ bền của sản phẩm cao hơn những loại bếp bằng chất liệu khác và rất dễ dàng vệ sinh, lâu chùi. Ngoài ra, sản phẩm còn được trang bị hệ thống làm sạch, mát cho bếp. Hệ thống đánh lửa bằng Magato rất thuận tiện và hữu ích cho công việc nấu nướng, phù hợp với rất nhiều vị trí và không gian trong nhà hàng. Vòi nước bao gồm còn một vòi thoát nước cao cấp, giúp cho công việc nấu ăn nhanh chóng và an toàn, hợp vệ sinh. Ngoài ra, sản phẩm của chúng tôi còn được tích hợp thêm một hệ thống rãnh thoát nước. Rãnh thoát nước thiết kế đẹp mắt, lau rửa tiện lợi, thoát và vệ sinh sản phẩm sau khi sử dụng. Thiết kế kiềng bếp có thể chịu được nhiệt độ cao, chịu va đập và tạo ra ngọn lửa đều, giúp đồ ăn mau chín. Chân vuông với 50mm, có thêm thân rằng 25mm. Chân bếp được làm bằng thép hợp kim inox 304, có thể điều chỉnh và rất tiện lợi. Hộng bếp được làm bằng kiềng tô, được đúc bằng công nghệ cao với một nhiệt lượng lớn, có tuổi thọ rất cao. Bàn đai của các hộng đốt được làm bằng kiềng tô, có thiết kế thêm than trượt trên gơ bếp để tạo điểm kê son chảo, giúp cho các đầu bếp thuận tiện và tránh được tình trạng mỏi tay khi phải giữ chảo quá lâu trong quá trình nấu. Lắp ráp bếp inox được nhập từ nước ngoài và đảm bảo chất lượng cho người dùng, cho được gia công và mài mòn các cặn sắt. Trong bếp Á công nghiệp có hai loại chính là bếp hầm và bếp xào. Bếp hầm công nghiệp chủ yếu dùng để chế biến các món ăn và hầm và nấu kho, những món có thời gian nấu rất là lâu, cần nhiều thời gian. Bếp xào công nghiệp, bếp này có đấu đốt, thích hợp để xào các món cần lửa lớn và chế biến nhanh, không cần phải qua các giai đoạn khác. Vậy tại sao bạn không chọn ngay cho mình một sản phẩm tuyệt vời như vậy đến từ thương hiệu Inox Việt Nam và không nhấc máy lên gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn một cách tận tình nhất? Chúng tôi với 3 tiêu chí uy tín, chất lượng và phục vụ luôn mang đến cho những quý khách hàng và những dòng sản phẩm mang chất lượng tuyệt vời nhất. Chúng tôi không bán những cái rẻ tiền, chúng tôi chỉ bán những sản phẩm chất lượng tốt nhất. Mọi thông tin chi tiết của sản phẩm tôi xin phép được để ở phần link miêu tả ở dưới đây, www.inoxvietnam.vn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.